Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại đến tiếp với cạm bẫy trong thế trận Ngũ Thất Pháo đối với Bình Phong Mã. Thì trong cái lần trước mình đã xác đánh biến là Bình đang ăn xe của Đỏ và dính vào cạm bẫy chết người. Còn trong phần này mình sẽ xác đánh phương án là đang lựa chọn là phòng thủ trước. Mời các bạn cùng theo dõi. Bước đi đầu tiên của Bình Đỏ lựa chọn phương án pháo đầu bằng cách là pháo 2, Bình 5 đang đấu lại bằng mã 8, tháng 7. Đỏ tiếp tục phát triển mã. Đen xuất xe, Đỏ cũng xuất xe. Sau đó thì đen mã 2 tháng 3 hình thành thế trận Bình Phong. Đỏ lựa chọn phương án là tháng Bình 7, Bình 7 tháng 1. Đen cũng đối lại bằng hình cách tương tự. Sau đó Đỏ hình thành thế trận là Ngũ Thất Pháo, pháo 8 Bình 7. Đen chơi tướng 3 tướng 5 để củng cố trung lộ. Đến đây thì Đỏ tiếp tục phế tốc bằng cách là tốc 7 tháng 1. Đen tướng 5 tăng 3 ăn tốt, sau đó thì lại tiếp tục phát triển mã 8 9. Đen lựa chọn phương án là pháo 2 tăng 4, bước kế tiếp sẽ là bình của ăn tốt và đà mã. Như trong các biến trước thì mình xét là Đỏ xuất xe, Đen cũng xuất xe, sau đó thì mã phóng lên và phế con xe ở đường 8. Thì đến biến này mình sẽ xét phương án là mã 9 tăng 7 trước. Thì Đen lựa chọn phương án là phòng thủ trước bằng cách là chơi sĩ 4 tăng 5. Đỏ tiếp tục chơi là mã 7 tháng 6. Như thấy mã Đỏ đang truy mã đen, nhưng mà ở đen đây vẫn còn pháo lộ 8 canh giữ. Thì lúc này đang lựa chọn phương án là bình pháo qua ăn tốt. Thì mã được thế không ăn mã mà nhảy qua ở lộ 4 tiếp cận điểm qua tàu và đang truy đuổi pháo, thì bắt buộc pháo phải tăng lên. Sau thì mã nhảy qua lộ 3 chiếu tướng, bắt buộc tướng phải bình ra. Đến đây thì Đỏ tiếp tục chơi là xe 9 tháng 1 dọa nước sau sẽ bình vào lỗ 6 và chiếu tướng. Như thế đến đây thì Đen sẽ có 3 phương án chống đỡ. Phương án thứ nhất đó là sĩ 5 tấn 4, phương án thứ hai đó là tướng 4 tấn 1, và phương án thứ ba là xe 1 tấn 1. Như phương án đầu tiên là sĩ 5 tấn 4 là phương án mà Đen sẽ ngã ngựa nhanh nhất, tại vì lúc này Đỏ sẽ lập tức bình pháo qua chiếu, bắt buộc sĩ phải thối về. Sau đó thì chỉ cần cho một nút đơn giản đó là pháo 6 tới 1. Như thấy đến đây thì không thể nào chống đỡ được. Nước tiếp theo đó là pháo 7 bình 6 dùng pháo trùng sát cục. Còn phương án thứ hai mà bên này có thể nghĩ tới đó là không chơi sĩ 5 tấn 4, mà lúc này lại chơi là tướng 4 tấn 1. Thì đó vẫn tiếp tục bình xe vào lỗ 6 chiếu tướng. Sĩ bắt buộc phải gác lên. Sau đó thì thối mã sau về và truy pháo, tạo ra một cạm bẫy cho bên đen. Nếu bên đen không để ý mà bình pháo vào chiếu tướng để bắt chết xe, thì lúc này Đỏ sẽ chơi đòn là giải chiếu hoàn chiếu, nghĩa là sẽ bình pháo vào lỗ 6 chiếu tướng lại. Cái này thì xe đen chắc chắn sẽ mất. Như vậy ta thấy bên đen sẽ không nghĩ đến cái chuyện phương án là dám bình pháo vào trong lỗ chiếu tướng, lúc này sẽ chơi phương án là pháo thối 1. Đỏ lại tiếp tục nâng xe lên một bước. Đen lại tiếp tục tràn chốt qua dùng một tốt giữ hai pháo và có định là giam con xe Đỏ, nhưng thật ra nước đi này sai lầm, tại vì lúc này xe sẽ sẵn sàng phế thẳng vào sĩ. Như thấy nếu mà tướng ăn lên, tất nhiên xe sẽ bình qua và sát cục ngay. Do vậy tất nhiên nước này thì tướng đang phải bình vào lỗ 5. Đỏ lại tiếp tục bình xe ăn mã, vẫn đang ăn mà sát cục. Đang chơi xe 1 bình 4 để có gì sẽ lệnh là đấu xe. Đỏ tiếp tục chơi thông tiếp con xe ở đường 2 bằng cách là bình qua lộ 4. Đang dăng xe lên hà để hỗ trợ thêm tuyến phòng thủ. Lúc này thì Đỏ tiếp tục là xe tăng một chiếu tướng, bắt buộc xe đàn phải đem lên cảng. Sau đó tiếp tục chơi xe 7 tăng 1 đang dọa và bình vào lộ 5 chiếu tướng sát cục. Đang thấy thế nên bình xe vào đấu xe. Đỏ tất nhiên không chịu đấu xe và tung ra một sơ ri đòn rất lai. Đầu tiên đó là xe 7 bình 5 chiếu tướng, bắt buộc tướng phải bình ra. Sau đó thì lại bình pháo vào chiếu, xe bắt buộc phải thoát ra, tiếp tục lại tăng pháo ăn sĩ chiếu tướng. Nếu mà nhà xe bình qua lại thì pháo tất nhiên sẽ ăn về. Như vậy đang lựa chọn phương án là mã 7 tháng 6 thì pháo qua lộ 7 đã tiếp tục bình qua lộ 4 chiếu tướng. Đến đây ta sẽ xét hai phương án. Phương án đầu tiên là chốt 7 bình 6 và phương án thứ hai là mã 6 xe tháng 5. Xét phương án thứ nhất đó là tốt 7 bình 6 để cản. Phong sau lại thối về ăn mã và đang dọa nước là
Mã 3, số 4 dùng tiền mã hậu pháo. Và tuy có xe ở đây nhưng mà pháo trước vẫn được pháo sau yểm trợ. Còn nếu mà bên đây người chọn phương án là xe mình qua, tất nhiên pháo sang lên vẫn hình thành thế sát. Như vậy mình đang suy tính và chơi phản công rất là hay bằng cách là tấn xe xuống an sĩ, bắt buộc tướng phải tấn một, tiếp tục tấn xe sau xuống chiếu tướng, tướng bắt buộc phải tấn một, tiếp tục chơi là pháo tám tấn hai hai chiếu tướng. Như thấy nếu mà pháo chạy đi tất nhiên mình sẽ cắm pháo trùng sát cục, bắt buộc mà phải đem lên cạn. Sau đó đây lại thối xe chiếu tướng, bắt buộc tướng phải tấn một, tiếp tục thối xe trước chiếu tướng, tướng là phải tấn một, lại âm bình xe chiếu tướng sĩ 4 tấn 5. Sau đó thì lấy pháo mình vào ăn pháo và ngăn ngược nước mà tiền mã hậu pháo của bên đỏ. Nhưng đến đây thì đỏ vẫn có cách đối phó bằng cách là thu pháo về ăn pháo chiếu tướng. Chút 6 lại bình của lô 7 nhảy mã về dùng tiền mã hậu pháo chiếu tướng. Như thế nếu mà tốt bình vào tất nhiên mã sẽ nhảy qua lô 2 lưỡng tướng là chính, phải sát cục. Do vậy nước đi bắt buộc phải là dùng sang ăn và pháo. Nhưng đến đây thì đang vẫn không chống đỡ nổi tại vì mã sẽ nhảy qua lô 2 chiếu tướng, bắt tướng với tướng 1, sau đó lại tiếp tục bắn xe ăn xe chiếu tướng. Đến đây thì tướng đang không còn đường thoát. Và vậy ta sẽ xem đến phương án thứ hai, đó là bình đang không chơi là bình tốt vào, lúc này chơi là mã 6 tấn 5 ăn tốt. Thì mã lô 3 lại nhảy về dùng tiền mã hậu pháo chiếu tướng. Như thấy nếu mà pháo hay xe hay tốt đem cản thì tất nhiên mã sẽ nhảy vào qua lộ 2 dùng lượng tướng sát cục, bắt buộc nước đi của đang phải là nhảy mã về để cản thì mã vẫn nhảy là chiếu tướng, mã đang lại phải thối về, sau đó lại bình pháo qua dùng xe chiếu tướng và đang hâm bắt xe. Đến này thì đang không thể nào đỡ nổi, không thể mà bình xe qua để đấu được nữa tại vì mã này ra không thể di chuyển được. Đến này thì đang tắt bài cũ. Còn ta sẽ xem đến phương án thứ ba dành cho bên đang, đó là sau khi mà đỏ sẽ chiến tấn một thì đen không lên tướng mà lại chơi nước làm là xe một tấn một để phòng thủ. Và thì đỏ vẫn tiếp tục bình xe vào chiếu tướng, bắt buộc sẽ đem xe phải đem xe qua cảng, sau đó lại pháo năm bình sáu chiếu tướng, xe phải lại bình ra lại tiếp tục chơi làm pháo 7 tấn 2 đang hầm là pháo trùng, xe hai lại tấn năm để nếu có gì có thể đem vào và cảng. Đó là chơi mã thối về đặt một nước là bình pháp hộ chiếu, nếu mà xe đi một cảng thì mã sẽ tiện thế đạp chết là xe ngay. Và như vậy đến đây thì đang chơi đòn cuối cùng, hy vọng là có thể sống sót bằng cách là bình pháp lộ năm chiếu tướng đang dọa bắt chết xe thì mã lại tiếp tục nhảy lên chiếu trả, bắt buộc đang phải xi năm tấn bốn, lại bình pháp lộ 7 chiếu tướng, bắt buộc sĩ mã về nhảy mã lên lộ 8 dùng pháo trùng chiếu tướng, bắt buộc pháo đem qua cảng. Sau đó lại nhảy mã qua lô 6 dùng pháo chiếu tướng, sĩ phải đem lên và kết thúc bằng nước là lưỡng tướng mã 6 tấn 7. Những cái đi tấn công rất là mãn nhãn của bên đỏ, liên tục phế quân và lợi dụng một tuyệt chiêu rất là hay, đó là giải chiếu và hoàn chiếu. Như thấy trong cạm bẫy này thì khởi nguồn ban đầu đó chính là con mã đường chính của bên đỏ, lợi dụng những đi sai lầm của bên đen phóng rất nhanh và nằm ở điểm ngoại tạo, bắt buộc tướng phải bình ra và tạo điều kiện cho bên đỏ xuất xe và tấn công rất là mạnh liệt. Clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.